Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế. Những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Báo Nga nêu lý do vì sao xe Trung khó thắng xe Hàn Quốc và Nhật Bản ở Việt Nam. Các bạn thân mến, trên trang Sputnik của Nga phiên bản tiếng Việt đã cho đăng tải một bài viết nói về tham vọng tìm kiếm chỗ đứng của các hãng xe ô tô Trung Quốc ở thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể thắng được xe Hàn và Nhật Bản. Bài báo viết năm 2022, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã phá vỡ nhiều kỷ lục kinh doanh vô tiền khoáng hậu. Ngay sau khi chiếm lĩnh thị trường tại các nước phát triển, các hãng ô tô Trung Quốc tiếp tục tăng cường sự hiện diện ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, giới chuyên gia xe đã nhận định có nhiều lý do khiến cho xe Trung Quốc khó có thể vượt mặt các thương hiệu dòng xe Hàn Quốc, Nhật Bản tại Việt Nam. Tại Việt Nam, các hãng ô tô Trung Quốc đã trải qua quá trình dài nhiều thăng trầm. Năm 2006, tập đoàn Lifan ra mắt mẫu xe Lifan 250, đánh dấu việc các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc chính thức xâm nhập thị trường Việt Nam. Năm 2009, Chery ra mắt mẫu xe Chery QQ3 với giá chỉ 10.000 đô, khoảng 180 triệu đồng năm 2009. Năm 2010, Beat giới thiệu mẫu Beat F0 tại Việt Nam với mức giá 200 triệu đồng. Các sản phẩm này đều có những điểm chung, đó là giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các mẫu xe nhập khẩu từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Dù vậy, người dùng Việt Nam khi đó vẫn còn rất e ngại về vấn đề chất lượng và giá trị. Bên cạnh đó, các dòng xe Trung Quốc cũng khó tiếp cận thị trường do thiếu mạng lưới đại lý rộng khắp như các hãng xe khác tại Việt Nam. Từ năm 2011 đến năm 2018, các tên tuổi như Haima, MG, Jyoti và 3X đã có 2 lần trở lại thị trường Việt Nam. Dù số lượng mẫu xe đã phong phú hơn hẳn, gần với thị hiếu người tiêu dùng, nhưng các nhà sản xuất vẫn rất khó khăn để cạnh tranh với các mẫu xe Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thêm nữa, việc có rất nhiều mẫu xe bị xem là copy ý tưởng thiết kế của các hãng xe tên tuổi khác càng khiến khách hàng e rẻ hơn. Từ năm 2019 đến nay, các mẫu xe Trung Quốc bắt đầu được chú ý nhiều hơn, nhất là với các mẫu xe của 3X như Beijing X7, 3XQ7, 3XX55. Các dòng xe này có mức giá chỉ từ 500 triệu đồng, được tích hợp rất nhiều trang bị cao cấp như nhận diện khuôn mặt, màn hình giải trí cỡ lớn, cửa sổ trời toàn cảnh, cũng như hàng loạt các trang bị an toàn như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, ga tự động và cảm biến áp suất lốp. Năm 2022, một số hãng xe lớn của Trung Quốc như MG, Chery đã lên tiếng thông báo sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam. Thậm chí, Chery còn khẳng định sẽ xây dựng nhà máy lắp ráp tại Việt Nam. Nếu vậy, đây sẽ là nhà máy lắp ráp ô tô đầu tiên của Trung Quốc ở Việt Nam. Qua khảo sát, chúng tôi nhận định thị trường Việt Nam ngày càng trẻ hóa, nên Omoda 5 được lựa chọn là sản phẩm đầu tiên ra mắt tại thị trường Việt Nam. Omoda 5 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Art Emotion nghệ thuật trong chuyển động, được trang bị rất nhiều công nghệ cao bao gồm sạc không dây, ghế thông gió, 17 tính năng trợ lái ADAS vô cùng phù hợp với giới trẻ. Vì vậy, chúng tôi đã chọn Omoda 5 là sản phẩm đầu tiên ra mắt. Dòng sản phẩm Omoda 5 của chúng tôi có các phiên bản như Omoda 3, Omoda 7, G7 và G9. Tất cả những sản phẩm này sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới. Đại diện hãng Chery tại Việt Nam đã nói với Việt Nam VN Economy Automotive, Việt Nam được cho là mảnh đất tiềm năng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Tổng cục Thống kê ghi nhận, trong tháng 12 năm 2022, thị trường xe Việt đón thêm khoảng 64.700 ô tô. Sản lượng ô tô nhập khẩu đạt 25.000 xe, tăng 10% so với tháng 11, với kim ngạch 466.000 đô, tăng 8,65%. Mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về trong tháng 12 có giá trị trung bình 18.640 đô. Điều này cho thấy các xe giá rẻ đang chiếm ưu thế. Tính chung cả năm 2022, tổng số ô tô xuất xưởng tại Việt Nam là 439.600 xe, tăng 14,9% so với năm 2021. Sản lượng xe nhập khẩu là 176.590 xe,
tổng kim ngạch đạt 3,87 tỷ đô, tăng 10,5% về lượng và 6,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Những con số trên nói rằng thị trường ô tô Việt Nam đang trở nên vô cùng tiềm năng, không chỉ với những nước láng giềng như Trung Quốc mà còn thu hút các hãng xe lớn trên thế giới. Chính vì vậy, việc MG và Chery hay một số hãng xe Trung Quốc quyết định mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á là chiến lược quan trọng trong năm 2023, góp phần mang đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Trước khi ra mắt tại Việt Nam, Chery đã thực hiện rất nhiều cuộc khảo sát để lắng nghe ý kiến thị trường nhằm đưa ra những sản phẩm phù hợp nhất. Và đối với Việt Nam, công ty sẽ xây dựng nhà máy tại đây do được nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện về chính sách thuế. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một chút khác biệt so với các thị trường khác tại Đông Nam Á. Chúng tôi tin rằng Chery sẽ mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho người dân Việt Nam. VN Economy trích lời đại diện Chery tại Việt Nam đã chia sẻ. Tổng cục Hải quan đã đánh giá về thị trường nhập khẩu ô tô. Dẫn đầu thị phần hiện nay vẫn là 3 nước châu Á gồm Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Tổng cộng 3 nước này chiếm tới 93,23% lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước. Xe điện Trung Quốc được cho là ngày càng chiếm ưu thế. Báo cáo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc GAAM cho biết, tính đến tháng 11 năm 2022, doanh số ô tô trên toàn thị trường Trung Quốc đạt 24,3 triệu chiếc. Tính bình quân mỗi tháng có khoảng 2,5 triệu ô tô được bán ra. Như vậy, tính chung cả năm 2022, doanh số ô tô tại Trung Quốc có thể đạt mốc 27 triệu chiếc, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Phó Tổng Thư ký CAAM Shen Shihua cho hay, theo CAAM, doanh số các dòng xe điện được ghi nhận có sự tăng đột biến, trong khi xe dùng động cơ đốt trong sụt giảm mạnh. Trong đó, doanh số xe hybrid HEV tại Trung Quốc tăng 100% lên 6.067.000 chiếc so với đầu năm. Xe plug-in hybrid FHEV tăng 155% lên 1.333.000 chiếc. Xe chạy bằng điện pin BEV tăng 92% lên 4.734.000 chiếc. Trong tháng cuối năm 2022, các nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc như là Porsche đã chính thức xoán ngôi Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất trên thế giới. Doanh số BRV của Porsche đã tăng 4% so với tháng 11, đạt 235.197 chiếc. Tính chung cả năm 2022, hãng xe này đã bán ra 1,86 triệu chiếc xe điện, chủ yếu tại thị trường Trung Quốc, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Những thành công vượt bậc này đến từ chính sách cắt giảm thuế trước bạ có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022 và chính sách trợ giá dành riêng cho người mua xe điện. Theo đó, với ô tô chở khách dưới giá 300.000 nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ đồng có dung tích động cơ dưới 2 lít được mua từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, khách hàng được giảm một nửa thuế trước bạ, từ mức 10% xuống còn 5%. Thêm nữa, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại do dịch Covid-19, tình trạng sa thải nhân công, ngành công nghệ khiến người tiêu dùng phải lựa chọn các dòng xe giá rẻ sản xuất trong nước thay vì các mẫu xe nhập khẩu ở nước ngoài như Tesla. Trong năm 2023, với dự báo kinh tế toàn cầu suy thoái cũng như các chính sách ưu đãi bị cắt giảm, thị trường ô tô nội địa Trung Quốc được cho là sẽ dần dần hạ nhiệt. Lúc này, các hãng xe Trung Quốc buộc phải tìm kiếm thêm cơ hội ở những nước đang phát triển tại châu Á. Trong số đó, Thái Lan hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Trung Quốc, chỉ xếp sau Bỉ và Anh. Trong 9 tháng năm 2022, Thái Lan đã nhập khẩu 59.375 xe điện Trung Quốc. Bird đã xác nhận sẽ xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên ở Đông Nam Á tại Thái Lan, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2023 với công suất khoảng 150.000 ô tô điện mỗi năm để xuất sang châu Âu và các nước Đông Nam Á. Trong khi đó, tại Indonesia, các dòng xe Nhật Bản vẫn giữ vị thế ngôi vương tại thị trường này. Dù vậy, xe Trung Quốc cũng đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Năm 2006, Indomobil là hãng xe của Trung Quốc đầu tiên gia nhập thị trường này để rồi phải đóng cửa vào năm 2013. Thời gian qua, đã có ít nhất 2 nhà sản xuất xe hơi lớn của Trung Quốc thông báo chính thức tham gia thị trường Indonesia. Đặc biệt, Bird cũng cho biết sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở Indonesia sau Thái Lan. Hãng xe Chery cũng sẽ xuất khẩu 3 mẫu SUV là Tingo 4 Pro, Tingo 7 Pro và Tingo 8 Pro vào thị trường Indonesia. Năm 2022, chính phủ Indonesia đã phân bổ 120 tỷ rupee, 8,3 triệu đô la Mỹ nhằm thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng, trạm sạc và tìm kiếm thêm đầu tư cho năm 2023.
Có thể thấy, với dân số trên 280 triệu người, lớn thứ tư thế giới, xứ Vạn Đảo đang là một thị trường béo bở dành cho các nhà sản xuất khi mà tỷ lệ sở hữu xe hơi ở nước này vẫn ở mức rất thấp so với các nước ở Đông Nam Á khác. Còn các bạn nghĩ sao về tương lai xe điện của Trung Quốc tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam? Liệu có thể chiến thắng xe Hàn hay Nhật Bản hay không? Và các bạn có sẵn sàng mua một chiếc xe Trung Quốc để phục vụ cho gia đình và cá nhân? Hãy để lại bình luận bên dưới video này và đừng quên nhấn đăng ký kênh kèm trong thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!